level xanh dương là level 3 rồi đó. Cao quá. Anh nhau hôm nay có cầu nè. Cầu gỗ nè. Cũng khá là nguy hiểm nha các bạn. Nhau rất ghê. Đi cầu khỉ là đi cầu khỉ thì cái sợi dây của nó. Cái sợi dây của nó trùng quá. Cái này thật ra đi như thế này nè, nó lẹ. Mai mốt đó mà chơi á là mình chơi bấm giờ á, từng đội á, từng team một á, chơi bấm giờ. Lại đu nữa. À cái này là cái cột sắt chứ không phải là cây, cây thông. Cái này gọi là gì? Game này gọi là... Cái này nhăn ngơi này quen rồi mà, nhưng mà độ cao là cũng khoảng là 20-30 mét. Lên Tư ơi, cố lên. Cố lên Tư ơi. Đấy nè. Độ cao chắc khoảng 20 mét rồi. Đây là con tùng. Oh. À, nghe không này. Nghe không? Từ là đu qua kìa. Từ đu qua kìa. Đạp. Sợ quá trời, chụp qua đây nè. Phê không? Quá đã. Quên. Go. Đã quá. Bẫy qua mình không luôn. Cao quá. Yeah. Yeah, oh yeah. Này thì hãm. Quá máu.